cho anh mỗi ngày mỗi tốt nha anh nha. Rất nhanh như rồi đặt chân xuống đi. Rồi còn ngã nhón lên nữa. Rồi hiếm khi nào mà tôi có thời gian mình nằm dài chứ giường mà lâu vậy. Mới đầu thấy ok. Sao càng ngày nó càng lâu vậy trời ơi. Trong hai mấy năm trời đâu có giờ mà nghỉ được vậy đâu. Lúc mình tập mình đi về nhà đi thì cũng nhanh thích nghi lắm. Bác sĩ nói không được đi, kê chân cao lên, không cho đi thường xuyên nữa. Đó là mình ở trên giường nhiều hơn. Nguyên khu này là lát chiều nay là cha con tôi sẽ thống trị khu này. Bắt đầu đi học về là sẽ lao lên đây chơi. Hỏi sao ba bị thương vậy là tội lắm. Xong rồi hôn chân mình, vẽ trái tim lên nữa. Đi, nhiều khi đi kêu lại đi ngồi gần á, né ra xa. Con không muốn ba bị đau chân. Tối thì phải đi xuống dưới để ngủ, với ảnh mà chống nạn xuống. Mình vừa nói là không, mình đi xuống dưới ngủ hả con ha? Dạ. Là ổng tọt xuống, chạy tới lấy hai cái nạn đưa cho mình liền luôn. Thương dễ sợ luôn. Trời ơi, sắp xuống ngủ tới nơi rồi đó. Có thể da sẽ đẹp hơn. Vì được ngủ nhiều. So trước đây là trời ơi, 7 giờ sáng, 8 giờ sáng là hiện hồn ra rồi. Làm bao nhiêu việc chạy cả ngày trời. Rồi cầu lông, rồi lớp rồi tập thành chương trình. Rồi trả lời phỏng vấn, quay này quay kia. Rồi chạy quần, lo áo. Ở nhà anh Hưng được một cái là không bao giờ thiếu cái ăn. Ở nhà Vũ mở cái tủ lạnh ra chỉ có hai chai nước suối thôi. Mở ra. Bây giờ đi người Vũ đẹp. Bây giờ đi đâu phải có cái này. Tiến đi. Đi. Rồi. Đừng đục nha tên đừng giận. Không ấy. Cầm. Sợ rớt xuống. Siêu phức tạp luôn vì là nó ai bày ra. tôi bày ra. Tôi nghĩ rằng là cái đồ chơi này phải khó, tại vì chưa có ai làm cái này bao giờ cả, kể cả những anh chị lừng lẫy chuyên trị thống trị những cái những bài hát này như là gia đình của Khánh Hà Tuấn Ngọc. Chưa có cái bản nào giống vậy luôn. Thì Hưng mới nghĩ rằng làm cái bản mà nó khó như vậy, nhiều người nghe không quen chắc tưởng là tụi Hưng đang hát một hai bài nó có đâu, nó tùm lum mà nó gắn cái đầu này cái mình kia xong cái đuôi nó bị loạn xả luôn á. Đây là cái mashup phức tạp nhất đã dọn này, còn là phức tạp hơn. Thì lúc đầu anh Hưng đã làm một cái mashup phức tạp rồi, nhưng mà Vũ chơi double luôn. Vũ bày ra thêm những cái câu mà tức là mình hát hai bài hát khác nhau cùng một lúc. Yes. Chồng lên nhau, nhưng mà cái câu chuyện nó vẫn phải ăn xâm với nhau, và cái giai điệu mình sẽ thay đổi chút xíu ở trong cái một trong hai bài hát đó để cho nó vô đúng với nhau. Đồng thời là mọi người hãy lúc nãy bên tay lại là sợ cố tập chi phối vị chi phối là cứ hát cái câu của mình sẽ bị quên câu của mình hết sức tập trung luôn. Không sao vơi đi phải không được lặng xạo được nghe cái gì hết, không được quyền nghe đó, ghê không, mà vừa hát mà được không được cho phép mình nghe những cái gì nó lặng xả nó khó lắm chứ. Đây là một cái trò mà ở trong nhà mình lúc mà còn nhỏ là hay chơi với nhau, như anh Hoài Linh nè, chị Trang nè, chị Ba đó, tức là mỗi người hát một bài mà coi thử ai bị chi phối và quên bài hát của mình trước. Vậy cho nên nó cũng đã thành một cái thói quen của tôi. Vậy hay quá. Mình phải xem là anh Hưng làm bằng thủ công luôn đó, tức là ông cut and paste mà không phải bằng computer nha, cut and paste bằng giấy thật sự. Bây giờ còn ai làm cái này nữa không? Nhưng mà các nhạc sĩ rất thích kiểu này. Thứ làm bằng online rồi, dán rồi. Không có đã, mình làm cái này mình mới di chuyển dễ hơn. Biết cái tay mình á, mình dặn xuống cái nốt nào tới cái chữ gì, tới bài gì, bây giờ tới chuyển nhanh dễ hiểu á. Cái kia là
với chú là mình coi giống giống nhau cái bộ chữ ấy. Mình sờ được nó vẫn tốt hơn. Vũ cũng có góp ý với Hưng là bây giờ mình có thể ăn gian chút xíu bằng cách mình để một cái monitor mà giống như là có cái prompter, người ta nhắc những người đang đứng trước camera để mà họ đọc chữ, nhưng mà ông nhất quyết ông không thích cái đó. Ông kêu là phải ráng cho bằng được, nhớ hết tất cả những cái này, thì mình cũng muốn coi thử là ông nhớ được hết không. Tại đối với Vũ, nhớ một tiết mục thì nó đơn giản hơn rất là nhiều, nhưng để mà nhớ 17 tiết mục liên tiếp với nhau, còn thêm áo quần đồ đạc nhiều thứ nữa thì nó chạy đường dây nữa, và nhớ vị trí chạy làm cái gì diễn tả rồi rất là khủng khiếp luôn á. Cho nên là mai còn bán vé nữa. Anh Hưng á, có lúc làm show thì người ta ca sĩ người ta tập trung hát hò thôi, ổng chuẩn bị lên sân khấu. Cái này là hồi Hưng làm cái show gì giọt nước mắt cho người hả? Dạ, không phải giờ hát trước cái giờ hát của ổng, ổng còn chạy ra ngoài, ổng nhìn rồi phải ngồi cái chỗ đó sai rồi, chỗ như lúc tôi đang trên nóc là từ ra xuống đúng không? Ừ, nóc đang ăn á, xong rồi tôi nhìn xuống hết tất cả mọi người, mình không biết tôi đang ở đâu. Từ anh điền cho từ trên nóc hạ xuống mà, xong rồi thấy cái chị ở trong bia hình như ngồi lộn chỗ đúng không? Chị ơi không phải ngồi nó đâu, ngồi lộn chỗ. Cái này nếu mà gọi hôm nay gọi là bao đồng á. Bao đồng á. Cái gì cũng bao hết. Bao hết, bao tròn luôn. Bây giờ tập nghe bài hát. Rồi, chơi đi. Đó, mọi người thấy bài vở ngọc không? Trời ơi, một đống bài. Mà bây giờ cái chân anh Hưng còn đau không? Chân thì đã đỡ đỡ rồi, nhưng mà để đặt chân xuống đất mà đi chưa được đâu. Anh Hưng hay bị cái chân đó nha. Hình như là chân này hay chân kia. Còn cái dấu nè. Đây. Còn dấu ở đây mình xem. Này thẻo luôn. Tập được cái thành bàn đó, tại nó cản. Mình vừa nhảy lên nó cản lại, trời ơi, tức điên rồi. Lúc đó như là Vũ đang ở Mỹ thì Vũ có nghe mọi người kiểu như là la làng, xong gửi hình ảnh cho Vũ đó, kêu là Hưng bị thương rồi, nhưng mà ông vẫn hát những cái gì vậy xảy ra mà máu nó chảy xuống như vậy nè, ướt nguyên cái quần trắng luôn. Ướt nguyên mặc cái quần trắng, ướt máu hết vậy nè mà vẫn đứng hát được. Xong rồi vô trong chứ, thấy nó kéo lên nha, kéo lên thấy nó hở một vết thương lớn luôn đó. Cái bà luôn đóng lại luôn, lấy mình gặp bằng dán đại đi. Được rồi, leo ra tới tại lúc ca sĩ khách mời đang hát, nào là hát tiếp, hát cho hết chương trình rồi sau đó mới đi nhà thương. Thôi, đừng liều lĩnh gì nữa nha. Không có điều nữa đâu. Em rảnh lắm, em ngồi em chờ. Thôi, tự nhiên chờ anh ngủ vô duyên. Duyên nhắm mắt một chút đi. Không, Duyên lên tới là mừng cái mồ rồi. Thôi đi. Thiệt. Hôm nay đi tay không nha, tặng quà sao nha. Em mới đi tập thể dục về. Thôi, không có sao, không có tặng gì hết trơn á. Gì nữa ông ta? Không, cái bài cũng bé thôi đó. Em thấy bài đang hơi nặng với em. Dễ mà. Chưa giờ dằn vặt ai vậy luôn. Mà cũng chưa bây giờ hơn. Vậy mới tập trung lại cái chuyện xí vang á. Xí vang á. Mà nó không được vui có cái nào ấy. Không được vui, không được vui, kệ chứ. Không được vui là tại vì đang có nhiều cái vui hơn đang chờ mình đó. Thôi em nói đùa thôi, bạn nó nặng đô xứng đáng để học. Ghê hả? Mà nó sẽ mang lại cho bé nhiều cảm xúc lắm, nhiều cái mới mẻ mà nó không còn lạ lẫm gì với bất kỳ một cái đồ chơi nào nữa hết trơn á. Thì cũng hơi xúc động này, cái xúc động đậy đó. Hay lắm á. Hay. Nó rất là hay. Nặng xíu thôi. Thì anh muốn nặng mà, muốn giao cái đồ nặng đô cho em mà. Ôi, cô ấy hát càng lúc càng điêu luyện càng hay hơn. Thôi. Thiệt mà, mở miệng ra mọi người thấy liền đúng không? Hưng nói thêm thế nào á, nghe một câu mình hú hồn liền luôn á. Nó rất là mới và rất là tình cảm, và cái độ xè của nó đúng là kiểu mình thích á. Thật là si. Hồi xưa bài này lên lúc mà 2 năm trước, 2 năm chứ anh hả? Em nhớ là tháng 10, sinh nhật anh Hưng. Đúng rồi. 22, bây giờ là hơn 1 năm, đúng rồi. Hơn 1 năm. Thì lúc đó chưa có quen bài này, cho nên là xin anh Hưng là giảm tông. Giảm tông để hát cho nó thoải mái, còn bây giờ là gần như là thuộc rồi đó. Cái bài này nó có hay vậy nè,
cái hai cái bạn hoàn toàn khác nhau mà có một chữ điểm chung là cái chữ không tên. Em thấy không? Dạ, cái câu của em là cái câu đêm buồn không tên. Đó, anh xem nè. Đêm buồn không tên của anh là buồn vào hôn không tên. Hai bài hoàn toàn khác nhau, nó giao nhau ở cái điểm đó luôn. Cái hay là hai chỗ đó. Đó. Và nó làm cả một câu chuyện luôn của buồn ở đêm đó, so với mình cái gì nữa nhỉ? Bao giờ quên anh. Và với một cái gì đó trước đó nữa. Gọi là nửa đêm ngoài phố. Đó. Cho nên Hương đặt cái passup này là mưa nửa đêm ngoài phố. Mưa nửa đêm. À chị cảm ơn. Cái này là cái gì cưng? Đi gần là thở ra được không? Không ý, không cần không? Ngon, nhưng mà lái xe thì chị xin chai dừa hoặc là ly cà phê sữa đá. Dạ, tự lái, em tự lái. Dạ, cà phê sữa đá. Rồi, nó có dừa luôn, thấy không? Uống dừa có dừa. Dạ. Uống cà phê có cà phê. Vậy muốn dừa, muốn cà phê được. Vậy cà phê dừa được. Có nước cốt dừa và cà phê dừa luôn. Đợi lỗi. Đã quên nhau cùng chung hướng đời mình chốt trao nhau nụ cười. Bơi một ngày mưa bão không rơi.